Tại một ngôi làng nọ, mới sáng sớm đã có rất nhiều người đến trước cổng của gia đình giàu có nhất vùng là Mạc gia để tìm con trai của nhà này. Phu nhân của Mạc gia đã hỏi cô hầu gái là có bao nhiêu người đến tìm thì xem ra là có rất nhiều. Họ đều đến đây để tìm con trai của phu nhân là Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ đã trốn lên núi mất nên phu nhân đành phải ra mặt để đối chấp với cả làng. Trong lúc đó, Tiểu Vũ đã ở trên núi và trói một con heo lại gần một gốc cây. Đột nhiên một sinh vật to lớn đã đến ăn thịt con lợn. Tiểu Vũ thì đã săn lùng sinh vật này từ lâu nên ngay lập tức lấy chiếc nỏ lớn để nhắm vào sinh vật đó. Nhưng nó kịp phát giác ra và bỏ chạy, Tiểu Vũ đã gọi ngựa đến để đuổi theo. Cậu cố bắn nó bằng chiếc nỏ trên tay nhưng nó vẫn kịp né tránh hết. Trong lúc đó, mẹ Tiểu Vũ và gia nhân thì đang phải đền bù cho người dân những thứ mà Tiểu Vũ đã trộm của họ. Cô gia nhân cho rằng bà lão này đang đòi hỏi quá nhiều khi bắt đền một con bò chỉ vì mất một chậu hoa. Nhưng bà ta cãi cố rằng hoa của bà ta là hoa quý, và với mặc gia này thì một con bò có là gì? Nếu Tiểu Vũ cứ tiếp tục phá phách thì cả gia đình nhà cậu sẽ bị cả làng này vơ vét hết. Trong lúc đó, Tiểu Vũ đã bắn hạ được con thú lông lá kia, nhưng nó bất ngờ trồm dậy và la hét vì đau đớn. Sau khi thổi bay những mũi tên ra khỏi lưng thì nó bất ngờ lao đến phía Tiểu Vũ. Con ngựa của cậu đã hoảng loạn mà bỏ chạy. Cậu sau đó bị con thú kia đè lên người, nó bóp vỡ chiếc nỏ đeo tay của cậu. Đang lúc chật vật thì đột nhiên một người đàn ông tìm đến và tóm cổ rồi bóp đến khi con thú kia hóa thành màu trắng. Anh trai kia cứ tưởng bản thân vừa cứu Tiểu Vũ, nhưng cậu lại bật khóc và ăn vạ anh ta vì cậu đã dình con thú này mấy tháng rồi mà giờ anh ta lại giết mất nó của cậu. Giờ anh ta phải đền cho cậu nếu không thần núi sẽ trừng phạt anh ta. Anh ta biết bản thân đang bị Tiểu Vũ chơi xỏ nhưng lão bá đi cùng anh trai kia đã không chấp vật mà lấy tiền ra đền cho Tiểu Vũ ông sau đó có hỏi cậu biết mặc gia ở đây không và cũng hỏi chiếc nỏ kia là do ai chế ra cậu không trả lời mà chỉ bảo là cậu muốn đổi bịch tiền này lấy con ngựa kia nhưng ông đã từ chối vì ngựa này không đổi được thế là tiểu vũ đã mang xác con thú về và ông lão nhận ra cậu là người của mặc gia và quyết định bám theo tối đó tiểu vũ đã vác mặt về nhà và giờ ta biết phu nhân đây là chị dâu của cậu chứ không phải là mẹ lý do tiểu vũ đi săn con thú đó là vì cậu muốn lấy gan của nó về cho chị dâu làm thuốc nhưng chị dâu cấm cậu làm những việc nguy hiểm như này nữa và quyết định lúc nào anh trai cậu về thì sẽ báo lại nhưng nhắc đến thì cậu mới nhớ là hôm nay cậu có gặp hai người đi tìm anh trai cậu anh trai cậu đã đi khỏi nhà được vài tháng và chị dâu cho biết là anh trai cậu mới gửi thư về hôm nay cậu sau đó đã vui vẻ lấy thư từ chị dâu và đem về phòng để giải mã cậu đọc thư thì biết anh trai cậu đã đến kinh thành để chứng tỏ năng lực của mặc gia nên anh nhờ cậu ở nhà bảo vệ gia đình và đừng đi gây họa linh tinh nữa và thế là Tiểu Vũ vẫn không biết được bao giờ anh trai cậu sẽ trở về. Phim sau đó đột nhiên đưa ta về thời hiện đại, ta gặp được Hồng Hinh. Cô mới ngủ dậy thì bị đàn anh gọi đến báo là họ vừa tìm thấy một thứ kỳ lạ. Cô đã nhanh chóng bật dậy đi đánh răng rửa mặt và hỏi đàn anh về thứ họ tìm thấy là gì. Cụ thể thì đó là một cái hố và trong đó có vài thứ từ thời nhà Tần. Cô sau đó đã nhanh chóng sửa soạn đồ đạc và lên đường đến chỗ của đàn anh xem thử. Đàn anh thắc mắc sao cô đến công trường mà mặc đồ như đi gặp mặt fan nhưng cô cho rằng bản thân vẫn cần cẩn thận vì biết đâu gặp fan thật. Thế là đàn anh mỉa mai là một diễn viên mới vào nghề như cô chỉ mong có fan ở những chỗ này. Đàn anh sau đó đã đưa cô vào trong xem thứ mà họ tìm được. Và trong này toàn là những bức tượng đất sét của quân lính thời tần, phim sau đó đưa ta về lại với tiểu vũ. Cậu đột nhiên tỉnh dậy khi nghe tin có người đến trước cửa, lúc ra gặp thì ngoài này là một vị quan cùng với quân lính của ông. Họ đến phụng sự đưa phu nhân đến kinh đô. Phu nhân nghĩ là đã có chuyện xảy ra với chồng nhưng ông không rõ sự tình mà chỉ nhận lệnh đưa cô về kinh đô, cô sau đó đã tiếp chỉ mà đi cùng họ. Tiểu Vũ thì không được đi theo nên chị dâu đã dặn cậu ở nhà nhớ đừng phá phách mà chăm chỉ học hành. Nếu có việc gì thì cứ nhờ cậy vào cô Hầu Ngọc Nhi, nhưng khi xe ngựa rời đi thì Tiểu Vũ đã lường theo và quyết định chạy theo xe ngựa. Cậu đã cưỡi ngựa lao đến và xô ngã ông quan kia. Quân lính của ông ta kéo đến tấn công Tiểu Vũ nhưng sức cậu đủ để địch lại cả bốn người, có điều ông quan đã cầm kiếm từ sau lao đến đánh hạ cậu ông cho rằng cậu đang chống đối người thi hành công vụ nhưng chị dâu đã xin ông quan bỏ qua cho cậu còn cậu thì lại nói là muốn đi đến kinh đô cùng chị dâu ông quan quyết định sẽ dẫn cậu theo và khi đến kinh đô thì xử lý sau hai người lúc chiều thấy họ đã đến muộn nhưng anh trai này cho rằng bản thân có thể xử lý hết nhóm lính kia dễ dàng có điều lão bá thì xem đây là số mệnh của mặc gia nên họ không tiện xen vào sáng hôm sau chị dâu cho rằng tiểu vũ đáng ra không nên đi theo vì anh trai cậu không muốn cậu dính vào những thị phi này, cậu đã biết lỗi nhưng cậu vẫn không yên tâm khi để chị dâu đi một mình. đột nhiên ngay sau đó, tiểu vũ phát hiện người dân trên đường đang phải chịu kiếp nô lệ của binh lính kinh đô. trong lúc đó, vua nhà tần tần thủy hoàng lúc này vẫn đang mong muốn tạo ra thuốc trường sinh bất tử. những quan thần đây cho biết họ đã luyện được thuốc mà nhà vua cần. nhà vua nghe vậy thì vui mừng và muốn ban thưởng cho họ. thế nhưng khi nghe thuốc này chỉ giúp ông ta sống được thêm một nghìn năm thì ông ta lại cho rằng nó không đủ. Và khi nghe việc những quan thần này cũng muốn trường sinh như ông ta thì ông ta đã hạ lệnh cho lính xử hết họ vì ông ta cho rằng họ đã lừa ông ta. Bảo sao thuốc trường sinh người thường luyện cả trăm năm mà đây mới năm năm đã ra thuốc, ông ta vứt đi viên thuốc của họ và hỏi người còn lại đến đây làm gì. Và người còn lại đó chính là anh trai của Tiểu Vũ, anh đến đây cũng là để dâng thuốc cho vua Tần. Nhưng khi phu nhân và Tiểu Vũ được đưa đến Kinh Đô và vào cung điện thì họ đã phát hiện anh trai của Tiểu Vũ đã bị bắt. Nhà vua không tin thuốc mà anh trai tiểu vũ dâng lên nên mới gọi phu nhân đến đây vì họ muốn phu nhân thử thuốc và rồi bị đúc thành tượng để đặt vào hoàng lăng. Nếu hoàng lăng được xây xong mà phu nhân vẫn sống thì họ sẽ ban thưởng cho mặc ra. Anh trai của tiểu vũ sẵn sàng thử thuốc nên xin nhà vua tha cho vợ và gia đình của anh, nhưng đây là điều không thể thay đổi. Phu nhân đã quyết định thử thuốc thì đột nhiên tiểu vũ đến và đánh gục chị dâu, cậu sau đó bị quân lính khống chế ngay tại chỗ. Nhưng cậu cản chị dâu là vì cậu muốn đích thân thử thuốc thay cho chị, thế là vua Tần quyết định chiều theo ý cậu. Nhưng nếu cậu bị chôn trong hoàng lăng một năm mà vẫn sống thì gia đình cậu sẽ được tha và ban thưởng. Nếu không sống được thì cả làng cậu sẽ bị xử sạch. Cậu đã chấp nhận lời của hoàng đế và giờ thì quay lại thời hiện đại. Hồng Hinh đã được đàn anh dẫn đến xem một bộ giáp to lớn. Bộ giáp này có công nghệ rèn rất tốt khi không bị gì xét dù đã sau cả trăm năm. Hồng Hinh đã xem qua chiếc mũ thì đột nhiên trong đó xuất hiện một ánh mắt sáng lên. Cô giật mình và sau đó nhận thấy đàn anh đã biến mất đèn thì tự động tắt khiến cô phải chạy đi tìm, nhưng đột nhiên cô chạm mặt một người đàn ông nguy hiểm. Tên này có thể nói là muốn đến đây trộm mộ, vì đây chính là hoàng lăng của vua Tần năm xưa, tên này cho cô biết bộ giáp to lớn này là được đúc nên từ 12 món bảo vật. Hắn sau đó muốn giết Hồng Hinh để diệt khẩu thì bị cô sút vào hạ bộ và cầm chiếc mũ đập vào đầu, hắn rất tức giận nên đã đuổi theo cô. Hồng Hinh phát hiện đàn anh của cô nằm gục gần đây nhưng trước mắt vẫn cứ phải là chạy trước, hắn dường như có phép thuật khi vung tay là tạo ra những nhát chém phá tan những bức tượng ở đây. Hắn muốn cô ra mặt và trả lại cho hắn chiếc mũ, cô sau đó bị một con khỉ phát hiện và con khỉ đó lại là thú cưng của tên trộm mộ này. Thế là cô sau đó bị hắn dồn vào đường cùng nên đã ném chiếc mũ đi, nhưng hắn tức giận với thái độ đó của cô nên đã vung tay quá đả mà phá tan một bức tượng. Và tình cờ sau khi bức tượng này chính là của tiểu vũ, cậu sau đó thức giấc và ném bay tên trộm mộ kia. Nhưng khi gặp được Hồng Hinh, cậu bắt đầu đau đầu dữ dội, Ký ức năm xưa ùa về và thứ cuối cùng cậu nhớ được là việc anh trai cậu đã hứa là khi cậu tỉnh lại cả hai sẽ gặp lại nhau. Tên trộm mộ không ngờ thuật trường sinh trong sử sách là có thật nên đã lao đến tấn công tiểu vũ để xem cậu có bất tử thật hay không. Hắn nhận ra cậu còn biết cả thuật luyện khí. Và đúng lúc này thì người bên ngoài cũng đã tràn vào đây và bắt gặp những người xâm nhập trái phép nên tên trộm mộ đành lấy chiếc mũ rồi chuồn đi trước. Còn tiểu vũ thì nhìn Hồng Hinh rồi gọi cô là chị dâu. Hồng Hinh sau đó bị gọi đến đồn cảnh sát. Cảnh sát chất vấn cô về việc cô xâm phạm trái phép, nhưng cô cho rằng bản thân chỉ đi tham qua và rồi dính vào vụ này. Cảnh sát sẽ hỏi đàn anh cô về vụ này, cô thắc mắc về đàn anh thì được biết anh ta chỉ bị sốc rồi té đập đầu mà bất tỉnh. Và cảnh sát cũng có nói đến việc cô được em chồng giúp đỡ đuổi tên trộm mộ kia đi. Cô thắc mắc về vụ em chồng thì cảnh sát đã nhắc đến Tiểu Vũ, cậu lúc này được cảnh sát cho ăn nhưng cậu ăn khỏe đến mức họ cũng sốc. Hồng Hinh cho biết cô không quen Tiểu Vũ, nhưng chính cậu là người gọi cô là chị dâu. Cô cố giải thích với cảnh sát rằng Tiểu Vũ là từ đống tượng chui ra chứ cô không hề quen cậu. Nhưng cảnh sát sau đó chỉ thả cô và bảo cô về cho em chồng ăn uống đầy đủ vào. Cô sau đó đã lên tiếng bảo Tiểu Vũ hãy quên cô đi và đừng đi theo cô nữa. Nhưng cô đi đâu Tiểu Vũ vẫn bám theo đến đó. Cô sau đó đã cố tình chạy đi và để Tiểu Vũ bơ vơ lạc lõng giữa khu phố hiện đại lạ lắm. Cậu không hề biết bản thân đang ở đâu nhưng người đi đường thì cứ nhìn chằm chằm cậu và nghĩ cậu là một tên đầu óc có vấn đề khi ăn mặc như này ra đường cậu sau đó tìm được hồng hinh thì cô đã chạy đi cậu sau đó đã nhảy lên nóc xe để chạy đến chỗ hồng hinh cô vừa vào trong taxi thì cậu đã ở ngoài cửa gọi cô tài xế nghĩ đây là người quen của cô nhưng cô cho rằng bản thân không quen nên bảo chú ta lái xe chạy đi ấy vậy mà tiểu vũ đã giật văng cửa xe khiến xe taxi đâm thẳng vào những chiếc xe trên đường cả hai lại bị bế lên đồn cảnh sát và ông cảnh sát đây vẫn muốn hồng hinh nên chịu trách nhiệm về em chồng của mình nhưng cô vẫn không nhận tiểu vũ làm em chồng Đúng lúc này thì luật sư của công ty nhà Hồng Hinh tìm đến để giải quyết chuyện của cô. Cô sau đó được thả ra về nhưng cô lại không chịu theo luật sư về gặp cha cô. Còn Tiểu Vũ lúc này đã bị đưa vào nhà giam và chạm mặt mấy tên máu mặt trong này. Chúng muốn chấn lột Tiểu Vũ nhưng cậu không hiểu gì. Thế là tên đeo kính này đã để ý thấy chiếc vòng của Tiểu Vũ thì định cướp lấy và ngay lập tức bị cậu đập văng vào tường. Ba tên còn lại đã đứng dậy. Nhưng không lâu sau thì chúng đều phải quỳ xuống gọi một tiếng đại hiệp. Cậu đã hỏi chúng cách để cậu tìm lại chị dâu thì chúng cho biết cậu phải thoát được khỏi đây. Thế là cậu đã đặt tay lên tường và bắt đầu dùng khả năng của bản thân, trong lúc đó, Hồng Hinh đã trở về nhà và sinh hoạt như thường ngày, nhưng đến khi đi ngủ thì cô vẫn cứ lo nghĩ về Tiểu Vũ, cậu lúc này đã đi ngoài đường để tìm cô, đám tội phạm chung phòng với Tiểu Vũ lúc này đã bị cảnh sát bắt lại. Còn Hồng Hinh thì vẫn quá lo về Tiểu Vũ nên đã quyết định ra đường tìm cậu, nhưng ra đến cổng chung cư thì trời mưa nên cô định về lấy ô. Ấy vậy mà Tiểu Vũ đã tìm đến đây cậu sau đó đã gục lên vai Hồng Hinh và mơ về chị dâu năm xưa. Khi tỉnh lại, cậu thấy bản thân đã ở nhà Hồng Hinh, cậu thắc mắc về cái đồng hồ nên cầm lên và lỡ bẻ gãy nó. Cậu đi quanh nhà tìm chị dâu thì lại vô tình vào đúng phòng tắm khiến Hồng Hinh phải la lên. Cô sau đó đã giải thích kỹ cho Tiểu Vũ rằng cô không phải chị dâu của cậu. Và cô cũng chưa có chồng con nên cậu đừng bám theo cô nữa. Cô chỉ giúp cậu lần này xem như trả ơn vì cậu đã cứu cô ở lăng mộ cô sau đó đã đi mua cho tiểu vũ một bộ trang phục để cậu bớt bị người ta xem là quái dị cô sau đó muốn cậu đừng đi theo cô nữa cậu cũng biết điều mà quay đi nhưng sau một lúc thì cậu nhận ra bản thân không có nơi nào để đi nên đã quay lại và con khỉ của tên trộm mộ đã phát hiện ra cậu trong lúc đó hồng hinh đang ở phim trường thì gặp tai nạn khi nhân viên đèn sân khấu đột nhiên đứt dây mà rơi thẳng xuống đạo diễn sau đó yêu cầu cô quay thế cho một diễn viên khác cô sau đó phải diễn thêm một vai nữa nhưng đột nhiên đang quay thì dây đạo cụ bị đứt buộc Tiểu Vũ phải lao ra đánh hạ những diễn viên đóng vai ác để đỡ lấy cô, cậu nghĩ cô đang gặp nguy hiểm. Còn đạo diễn thì tức giận vì cậu đến phá cảnh quay của ông, nhưng Hồng Hinh đã nói đỡ giúp cậu. Đạo diễn sau đó phát hiện được khả năng võ thuật của Tiểu Vũ thì đã mời cậu làm diễn viên đóng thế cho ông, thế là tối đó, cậu đã về nhà chung với Hồng Hinh. Cô sau khi nghe chuyện của Tiểu Vũ thì quyết định kiếm chỗ cho cậu tá túc lại tạm thời, đêm đó Cậu đã lên sân thượng của chung cư để ngủ thì liên tục nghe thấy tiếng ồn xung quanh, từ tiếng máy móc thi công cho đến tiếng hò hét của những người đi nhậu, cậu sau đó nghe thấy tiếng Hồng Hinh bị ai đó bắt nên đã vội chạy xuống, nhưng vừa vào đây thì cậu không còn thấy ai nữa, đột nhiên cậu bị một đàn chuột tấn công nên buộc phải dùng phép để xử lý hết lũ chuột. Cậu sau đó nhận được một lá thư và dựa theo mùi thì cậu biết đây là thư mà tên trộm mộ kia gửi đến, hắn hẹn gặp cậu ở một nơi mà cậu còn chẳng biết rõ đó là nơi nào. Còn Hồng Hinh lúc này thì đã bị bắt trói Tên trộm mộ giới thiệu tên hắn là Sóc và hắn không giống lũ trộm mộ bình thường, hắn truy tìm những món bảo vật có chứa sức mạnh to lớn bên trong, và nhờ cô mà hắn mới tìm được thứ bảo vật vô giá là bức tượng sống Tiểu Vũ, hắn bắt cô vì tin rằng cô sẽ dụ được Tiểu Vũ đến đây, trong lúc đó, ông cảnh sát đang đi tuần thì nghe bên đồn trình báo lại rằng có người nghe thấy tiếng kêu cứu gần chỗ ông đang đi tuần, còn Tiểu Vũ lúc này thật sự đã tìm được đến chỗ của Hồng Hình, tên Sóc đã ở đây chờ cậu hắn đã giải thích cho cậu nghe về sự kỳ diệu của bộ giáp trong lăng mộ và hắn muốn cậu giúp sức giải mã nó nhưng cậu đã vật ngã hắn và muốn đưa hồng hinh về nhưng con khỉ của hắn đã lao đến và hóa khổng lồ rồi đẩy tiểu vũ xuống dưới hắn cho rằng cậu không thể thắng được con khỉ của hắn nếu cậu thua thì cậu sẽ phải cho hắn mọi bí mật mà cậu biết về lăng mộ nhà tần cậu sau đó đã bị con khỉ kia dồn ép nhưng cậu đã bắt đầu dùng phép để đẩy lùi nó cậu sau đó tóm tay và ném nó vào tường rồi lao đến đấm liên tục đến khi mặt nạ của con khỉ nứt ra Đột nhiên tên sóc lao đến đánh lén cậu, hắn cho biết cậu đã bị trúng độc và càng di chuyển thì độc sẽ càng phát tác nhanh hơn, hắn sau đó lấy ra một cây sáo và bắt đầu thổi. Lũ chuột bắt đầu ăn xác của con khỉ và tràn ra bao vây lấy Tiểu Vũ, cậu cố thiêu dụi chúng thì chúng lại hồi phục và dần bao bọc cậu trong một quả cầu. Hắn cho rằng cậu là người đầu tiên ép hắn đến con đường này, nhưng cậu đột nhiên bắn một phát phá vỡ cây sáo rồi thiêu dụi lũ chuột, sau cùng là cho hắn một đấm vỡ mặt. Sáng hôm sau, cảnh sát đã tìm đến hiện trường và bắt giữ tên sóc đồng thời thu hồi lại cái mũ còn hồng hinh và tiểu vũ thì đã đến phim trường và hồng hinh muốn tiểu vũ giữ bí mật chuyện tối qua và không được kể cho ai biết hết cô sau đó đã ra gặp đạo diễn còn tiểu vũ thì nhớ lại việc tối qua rằng tên sóc có nói rằng tổ chức săn kho báu đã để mắt đến cả hai nên cả hai sẽ không dễ gì mà trốn thoát được tiểu vũ sau đó thấy hồng hinh để quên điện thoại nên định cầm đến cho cô nhưng đen đủi thay khi cậu lại vào nhầm chỗ của một nữ diễn viên đang thay đồ và còn lỡ bấm chụp ảnh khiến cô rất tức giận trong lúc đó đạo diễn đang cố mời một quý cô ở lại nhưng cô đã từ chối và bảo ông chuẩn bị mà gặp luật sư của cô còn tiểu vũ thì đang cố xin lại điện thoại của hồng hinh từ tay cô gái trước đó nhưng cô chỉ càng tức giận mà tát cậu hồng hinh lúc này được đạo diễn dẫn đến gặp nhà sản xuất và ông cũng hỏi cô có muốn diễn vai chính hay không còn tiểu vũ thì đã gặp một đồng nghiệp và được người này cho biết cô gái cậu vừa chọc tức là đường chiêu Cô cũng là một người từ quê lên và có ước mơ trở thành ngôi sao, cậu sau đó được đồng nghiệp dẫn đến kho đạo cụ. Đây là lần đầu cậu thấy nhiều binh khí đến như này, cậu đồng nghiệp đây cũng có hứng thú với binh khí nên sẽ hướng dẫn cho tiểu Vũ chút ít. Còn Hồng Hinh lúc này đã được nhà sản xuất mời làm vai chính do cô gần đây đã diễn tốt hơn rất nhiều, cô sau đó đã ký giấy nhận hợp đồng và ngay lập tức nhận ra bản thân bị lừa nhà sản xuất và đạo diễn đã dụ cô ký vào hợp đồng nhận vai và rồi mới cho cô biết cha cô đã mua lại cả bộ phim này và giờ cô sẽ phải làm việc cho người cha đáng ghét của mình. Cô từ chối nhưng cha đã nhắc kỹ điều khoản cho cô biết rằng nếu cô không diễn vai này thì cô sẽ phải rút khỏi giới giải trí. Trong lúc đó, cô gái vừa cãi nhau với đạo diễn kia là Đường Linh, cô ta đáng ra là người diễn vai chính nhưng lại bị xếp cho thành vai phụ nên mới nổi giận với đạo diễn cô ta sau đó thấy đường chiêu đem đồ đến mà lại té ngã mà làm rơi đồ nên đã tức giận đuổi đường chiêu tránh ra chỗ khác tiểu vũ và anh bạn đồng nghiệp lúc này tìm đến thì thấy đường chiêu bị đối xử bất công nhưng anh đồng nghiệp đã gọi đường chiêu và báo là mẹ cô đến tìm trong lúc đó hồng hinh vẫn đang bị cha cô bám theo làm phiền cô đã kéo tay tiểu vũ đi thì ông đột nhiên lao đến tung cước vì nghĩ rằng tiểu vũ có quan hệ mập mờ với con gái ông ông sau đó lao đến tung đòn thì tiểu vũ đã chặn được cậu nhận ra ông giống với lão quan đã dẫn chị dâu cậu đi, nhưng Hồng Hinh sau đó đã rời đi nên ông bỏ qua cho cậu lần này để chạy theo con gái. Trong lúc đó, Đường Chiêu thì đang phải đưa tiền cho mẹ của cô. Tối đó, trên đường về, Tiểu Vũ vô tình phát hiện Đường Chiêu đang bị ba tên đến đòi nợ. Chúng cho biết mẹ cô vẫn chưa trả cho chúng một đồng nào nên chi bằng cô đến ngủ với ông chủ của chúng một đêm là xóa hết nợ. Cô cố chống cự thì bị chúng đánh lại, nhưng Tiểu Vũ đã xen vào để cản chúng chúng rút dao ra đe dọa cậu thì cậu đã tước dao và cho rằng mẹ của đường chiêu đi vay chúng thì chúng đi tìm bà ta mà đòi và cậu cũng nói thẳng là bản thân không ưa gì những kẻ cho vay như chúng cậu sau đó ném dao cắt tụt quần của tên cầm đầu khiến hắn phải kéo đàn em chạy đi và đe dọa là sẽ còn tìm đến tiểu vũ để trả thù đường chiêu sau đó đã chạy đi và trách đời tại sao lại đối xử bất công với cô đột nhiên cô gặp được một người đàn ông đến che ô cho cô người này cũng mời cô đến ăn ở một nhà hàng và tâm sự cùng cô nhưng khi cô vừa uống ly rượu vào thì đã ngay lập tức ngất đi và tỉnh lại trên giường của một khách sạn người đàn ông kia sau đó đi ra và lộ rõ ý đồ đen tối với cô cô đã cố bỏ chạy thì cửa đã bị khóa người đàn ông này sau đó đè cô xuống thì cô đã vớ lấy chiếc cân gần đó và đập vào đầu hắn ta cô sau đó đập liên tục vào đầu người đàn ông đến chết nhận ra điều sai lầm bản thân vừa làm thì cô đã định nhảy lầu nhưng một luồng khí hắc ám đã đỡ lấy cô và hỏi tại sao cô lại muốn vứt bỏ sinh mạng này cô cho biết bản thân đã gây ra tội lỗi không thể dung thứ thì oán linh này quyết định sẽ giúp cô có một cuộc sống tốt hơn cô sau đó tỉnh dậy ở một căn phòng sang trọng xung quanh toàn là đầu hiệu và khi bước đến trước gương cô bất ngờ nhận ra bản thân đã ở trong thân xác của người mà cô luôn thần tượng đường linh trong đêm hôm đó tên sóc đã được cứu và đưa về công ty chủ nhân của hắn khá bất ngờ vì sự tồn tại của cả một kho báu lớn mà sóc tìm được tuy nhiên hắn đã gây hại cho công ty khi để bị bắt và nếu cảnh sát đào sâu hơn thì chúng sẽ bị lộ tên sóc biết bản thân đã mắc sai lầm nên đã xin có một cơ hội để lập công chuộc tội theo như đã biết thì dưới di tích cổ đó là một đống kho báu và tên sóc cho rằng tiểu vũ chính là chìa khóa mà chúng cần để giải mã được những kho báu đó tuy nhiên chúng phải hiểu rằng khi thu những món đồ về thì chúng phải giao nộp hết lại cho công ty và chúng sẽ được chia lợi nhuận từ đó sáng hôm sau tiểu vũ và hồng hinh đến phim trường thì thấy nhân viên đang dọn đồ rời đi hết cả hai đang chưa biết họ dọn đồ đi đâu thì bất ngờ cha của hồng hinh lại lao đến tấn công tiểu vũ và cảnh cáo cậu tránh xa con gái ông theo lời cha của hồng hinh thì họ sắp dọn đến một phim trường mới nơi mà ông đã phải giành giật với người khác để có được địa điểm quay đẹp nhất cho con gái tiểu vũ sau đó gặp được đường chiêu nhưng trong thân xác đường linh cô đã đến cảm ơn tiểu vũ vì chuyện hôm qua khiến cậu chẳng hiểu gì đêm qua lúc cô nhập vào cơ thể của đường linh thì cô đã rất sốc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy trợ lý đi vào thông báo lịch trình thì cô đã nhận ra đây không phải mơ mà là sự thật đúng lúc này thì một chiếc siêu xe đi đến và người bước ra là một người đàn ông họ mã người này sau đó tiến đến và gọi đường linh là em yêu và còn muốn có những hành động thân mật khác nhưng cô đã chạy đến nấp sau tiểu vũ tên họ mã hỏi cậu là ai thì cậu cho biết bản thân chỉ là một người đóng thế hồng hinh sau đó cũng tìm tới hỏi chuyện thì tên họ mã này rút ra một tờ chi phiếu để yêu cầu cô rút khỏi bộ phim này và sang đoàn khác mà đóng vai chính nhưng cha cô đã tìm đến và lấy tấm chi phiếu đồng thời cho biết nhà họ mã vẫn đang nợ tiền ông nên đây xem như là ông thu lãi mà lấy luôn ông sau đó cũng hỏi dự án đất đai của nhà họ mã sao rồi tên họ mã sau đó vẫn tỏ ra bản thân không để tâm và còn flex đồng hồ ông hồng cũng flex luôn đồng hồ vàng của ông cả hai sau đó liên tục flex hàng hiệu của bản thân khiến hồng hinh nhìn mà chán tên họ mã sau đó flex con xe ferrari của bản thân thì ông hồng gọi ngựa đến đạp nát nó đây là ngựa ông dùng để quay phim nhưng đem ra flex thì vẫn ngon chán họ sau đó đã lên đường đến địa điểm quay phim mới nhưng đây là một khu đất hoang nhưng ông hồng cho rằng tương lai khu này sẽ là điểm phát tài chỉ cần quay phim xong thì nơi đây sẽ trở thành một khu vực cao cấp đạo diễn cũng hùa theo và cho rằng đây là khu vực đắc địa nhưng ông ta sau đó lại bị lọt hố lúc về nhà hồng hinh đã đọc lại kịch bản phim thì thấy phim mới mà cha cô muốn làm là về một đội thám hiểm di tích vô tình gặp được một con người xuyên không từ thời cổ đại đến hiện đại ban đầu cô thấy nó nhảm nhí nhưng khi nhìn lại tiểu vũ thì cô đã hỏi cảm giác xuyên không với cậu là như nào cậu chỉ thấy nó giống như một giấc ngủ dài và khi tỉnh lại thì khá cô đơn cô thắc mắc về việc cô giống chị dâu cậu ra sao thì cậu đã lấy hình ra nhưng đó là hình vẽ nên nhìn chẳng ra gì đột nhiên đàn anh của hồng hinh tìm đến để tạ lỗi vì tai nạn lần trước anh ta sau đó nghe về việc tiểu vũ là người sống của quân đội đất nung thì rất sốc anh ta đã đưa tay lên chào kiểu cổ đại thì quả nhiên tiểu vũ đã chào lại thật tiểu vũ sau đó đã hỏi chuyện từ đàn anh và nghe được chuyện đã xảy ra với nhà tần sau khi cậu bị đóng tượng cụ thể là anh ta biết đến gia tộc nhà cậu nhưng lại không biết về anh trai cậu do sử sách không hề ghi lại cậu cho biết anh trai cậu là người đã tạo ra thuốc trường sinh nhưng vua tần thì không hề được trường sinh mà chết trên đường đi tìm thần tiên còn ngôi làng của cậu thì đã vua tần tàn sát do vào một ngày đất nước nhà tần bị thiên thạch rơi chúng nên vua tần xem đây là thiên tai mà trách phạt ngôi làng của tiểu vũ năm đó người đàn ông đã cứu tiểu vũ trước đó đã cứu cả anh trai của cậu và cả hai đã lên kế hoạch để trả thù vua tần vì ông ta đã giết hại thần dân của anh trai kia và cả ngôi làng của tiểu vũ khi vua tần chết anh trai kia đã bắt quân lính của vua Tần phải đào ra một di tích cổ dưới lòng đất, từ trong di tích đó, hàng trăm binh lính xác sống chạy ra và xử lý hết quân lính của vua Tần. Anh trai kia ở trên thì đã cho người đẩy đá xuống dưới và cho bắn mưa tên để thiêu dụi hết đám lính xác sống kia. Ấy vậy mà ngay sau đó, lửa đột nhiên bị tắt và từ trong di tích đó, một con chim vàng bay vút lên trời. Anh trai kia sau đó đã lấy cung và bắn vào đất đá để nó chôn vùi cánh cổng đồng thời cho người truy lùng anh trai của Tiểu Vũ về đây còn tiểu vũ lúc này thì biết được gia đình cậu có thể đều đã chết dù cậu vẫn còn sống bằng thuốc trường sinh nhưng không thể chắc chắn là cả gia đình cậu cũng vậy đàn anh đã hỏi cậu có biết gì về bộ giáp khổng lồ ở trong di tích hay không anh ta hy vọng cậu có thể giải mã được nhưng mọi thứ cậu thấy về bộ giáp này đều lạ lẫm trừ một cái ấn được khắc trong đó cậu sau đó đã liên tục suy nghĩ về thứ đó và khiến cậu không tập trung ở phim trường và bị đạo diễn nhắc nhở đường chưa đã đến đưa nước cho tiểu vũ và cho rằng việc diễn sai là bình thường cô có hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và hồng hinh là gì cậu chỉ cho rằng bản thân đang ở chung với hồng hinh mà cụ thể là cậu ở trên tầng thượng nhìn cả hai cười nói vui vẻ khiến tên nhà họ mã ở sau kia khá cay cú nhưng ông hồng đã hỏi hắn ta làm gì mà nấp ở gần chỗ con gái ông thay đồ hắn muốn giải thích thì bị ông hồng cho đàn ngựa xử lý ông hồng sau đó nhận được một cuộc gọi và người ở bên kia cho biết là chuyện ông nhờ điều tra đã có kết quả chiều hôm đó ông hồng đã tìm đến kẻ mà ông giao dịch là trương tông Kẻ này cũng thuộc công ty săn lùng báu vật và Trương Tông đã cho ông biết kẻ bắt con gái ông là một trong hai tên này, Sóc hoặc Thái Long. Trương Tông nghĩ ông vẫn còn hứng thú với việc săn báu vật như trước vì ông chọn vị trí quay ở gần nơi của Hoàng Lăng, nhưng ông cho rằng bản thân đã rút khỏi công ty từ lâu và nếu họ còn nhắm đến con gái ông thì ông sẽ không khách sáo. Nhưng Trương Tông biết ông không chỉ muốn bảo vệ con gái mà còn điều tra là để tìm ra người con trai đã mất tích nhiều năm trước ở chính Hoàng Lăng đó. Ông cảnh cáo Trương Tông không được nhắc đến chuyện của ông nếu không đừng trách ông độc ác. Trong lúc đó, tên họ Mã đang cay cú ông Hồng và muốn tìm cách trả thù, nhưng thuộc hạ của hắn cho biết ông Hồng ngày xưa rất bá, hồi còn trẻ ông đã dựng nên cả cơ ngơi chỉ bằng nắm đấm, ông đã đánh bại cả chín con phố và bị gọi là nắm đấm ác quỷ. Biết là không trả thù được ông Hồng nên tên họ Mã quyết định nhắm vào Tiểu Vũ. Chiều hôm đó, Hồng Hinh đã lên tầng thượng để tìm Tiểu Vũ thì bất ngờ khi tầng thượng đã bị cậu biến thành một cái nông trại khi chăn nuôi gà vịt cho đến dê và heo. Trong lều của cậu thì cậu cũng biết trộm cả điện về dùng. Cô sau đó thấy nhật ký của Tiểu Vũ và thấy cậu trông như học sinh tiểu học. Cô muốn biết quan hệ giữa Tiểu Vũ và Đường Linh nên đã định đọc trộm thêm một lúc nữa. Cô sau đó phát hiện Tiểu Vũ vẫn luôn âm thầm điều tra Hoàng Lăng suốt thời gian qua. Cô sau đó cũng đã đến Hoàng Lăng để tìm Tiểu Vũ thì đột nhiên bị ai đó bắt được, nhưng đó chỉ là cha cô. Ông Hồng muốn cô nhanh chóng ra khỏi đây, nhưng cô không hề muốn nghe theo ông. Có điều lần này là ông nghiêm túc chứ không cợt nhả như thường ngày. Cô sau đó cũng gặp đàn anh ở đây và cả hai đang tính làm gì đó với Tiểu Vũ cha của cô đã nói thẳng là họ đang tìm thêm manh mối về vụ mất tích của anh trai cô vài năm trước năm đó anh trai cô cùng đàn anh đây đã đi tìm di tích và thấy được một phiến đá có dấu ấn như dấu ấn mà tiểu vũ đã ngạc nhiên khi thấy được anh trai cô vừa chạm vào dấu ấn đó thì đột nhiên bị biến mất ngay trước mặt đàn anh còn với tiểu vũ cậu đã tìm được dấu ấn kia theo lời chị dâu lúc trước thì dấu ấn này chính là ấn ký của anh trai cậu cậu sau đó đã đi tìm thêm manh mối về những ấn ký này trong lúc đó đường chiêu nhận được cuộc gọi từ tên nhà họ mã hắn cho biết bản thân đang dẫn người đi kiếm chuyện với tiểu vũ và nếu cô không về bên hắn thì hắn sẽ cho cô thấy bộ dạng tàn tạ của tiểu vũ nhưng đúng lúc này thì mắt của cô đột nhiên chuyển thành màu đen còn hồng hinh lúc này biết đàn anh và cha cô đang cố tình lợi dụng tiểu vũ để cậu giải mã di tích và giúp họ tìm cách đưa anh trai cô trở về lý do cha kéo cô ra khỏi vụ này là do ông đã hai lần thấy con gái gặp nguy hiểm chỉ vì dính vào tiểu vũ nếu cô còn bám theo tiểu vũ thì những tên săn kho báu sẽ lại còn nhắm vào cô nhưng đúng lúc này thì tên thái long tìm đến hắn cho rằng ông biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cản trở hoạt động của công ty nhưng ông đã nhờ đàn anh đưa hồng hinh rời đi và để ông tự mình đối phó thái long sau đó đã lao đến tung đòn thì ông hồng đã kịp thời né tránh ông sau đó lao đến dùng khăn để chói tay hắn và tung cho hắn một cước ông sau đó lùi lại thì hắn đã lao đến vật ngã ông buộc ông phải dùng khăn chói cổ hắn ông tóm tay ông thì bị ông sút cho một cú rồi bồi thêm một đấm đẩy bay hắn hồng hinh lúc này thì đã giật lấy máy tỉnh bảng của đàn anh và chạy vào trong di tích cô sau đó nhớ việc tiểu vũ đã thề với cha cô rằng cậu sẽ liều cả tính mạng để bảo vệ cô trong lúc đó tiểu vũ đã tìm được đến nơi vốn được đặt bộ giáp và thấy có nhiều biểu tượng chòm sao hướng về cái bệ này nên tin là bên dưới đây có gì đó đột nhiên cậu chạm mặt trương tông hắn định ra tay nhưng thấy cậu vẫn chưa giải mãi được thứ này nên cậu đành qua mà sẽ kiên nhẫn thêm để đợi đến khi cậu hoàn thành việc giải mã tên sóc cũng đã mò đến đây và hắn đã chia đàn chuột ra để truy tìm còn Thái Long nhận thấy ông Hồng tuy đã nghỉ từ lâu mà vẫn phong độ như ngày nào, còn ông thì quyết định phải dạy dỗ lại hậu bối cho đàng hoàng. Trong lúc đó, tên họ Mã đã mang người đến phim trường và đập phá ở đây. Đạo diễn nhận thấy tên Mã thì hắn đã hỏi ông Tiểu Vũ ở đâu thì ông không biết vì Tiểu Vũ không phải diễn viên chính thức. Đường Chiêu đã phải đến ngăn tên họ Mã lại. Nhưng hắn cho rằng dù cô có đến đây và xin hắn tha cho Tiểu Vũ thì hắn cũng không đồng ý. Vì hắn phải đập Tiểu Vũ một trận để lấy lại mặt mũi. Trong lúc đó, hồng hinh đã phát hiện tên sóc lần trước đã ở trong di tích này tiểu vũ lúc này đã nhìn ra bí mật của những biểu tượng chòm sao cậu đã đốt một vòng lửa quanh bệ đặt giáp và chúng sau đó đã nối lại và chiếu vào bệ đặt giáp nó sau đó trồi lên thành một chiếc cột còn đàn anh lúc này đã cố cản hồng hinh lại nhưng cô nhất quyết không nghe theo anh ta biết cô đang giận nhưng vẫn khuyên cô sớm rời khỏi đây vì nơi này rất nguy hiểm nhưng vì vậy nên cô mới không thể bỏ rơi tiểu vũ nhưng anh ta cho biết người nhắm đến tiểu vũ không chỉ có anh ta và cha cô mà còn có công ty săn kho báu hay đúng hơn là những kẻ đã bắt cô trước đó vì cha cô nhận ra sự nguy hiểm đó nên mới mua lại đoàn phim để gài người và bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi nhưng ngay sau đó cô đã chạm trán tên sóc một lần nữa hắn không ngờ cô lại là con gái của ông hồng hắn định dùng cô để uy hiếp ông đàn anh muốn lo liệu ở đây để cô chạy đi nhưng anh ta sau đó bị chuột của tên sóc dọa đến kinh hãi hắn quyết định sẽ không để cô chạy được lần này nhưng đúng lúc này thì trương tôn tìm đến để giúp cô do ông hồng đã trả anh ta nhiều tiền hơn hồng hinh đã nhân cơ hội này để chạy đi tên sóc đã gọi ra cả một đàn chuột để đối phó với trương tôn nhưng anh ta chỉ cần gấp ra một con mèo và để nó tự xử lý trong lúc đó tiểu vũ đột nhiên phát hiện một cái lỗ nhỏ trên chiếc cột này và đặt viên ngọc trên dây chuyền của cậu vào đó nó bất ngờ giải mã được chiếc cột và khiến những hình ảnh hiện ra ông hồng ở ngoài kia thì đang bắt đầu đuối sức vì thái long đã dùng phép biến hình ông sau đó cũng gồng cơ lên thật to và bất ngờ thấy hình ảnh của con trai ông và ngay sau đó là một đoàn quân cưỡi ngựa ngay sau đó những nhân vật chủ chốt đã bị cột sáng đó dịch chuyển đi từ tiểu vũ hồng hinh cho đến tên sóc và trương tôn cả ông hồng và tên thái long cũng như vậy nhưng đến cả tên họ mã và đường chiêu cũng bị dịch chuyển đi cả nhóm sau đó đột nhiên lại bị dịch chuyển về thời chiến tiểu vũ đã bước vào trong lều của chỉ huy và hỏi đây là nơi nào còn hồng hinh thì bất ngờ dịch chuyển vào thân xác của một người là tướng quân tiểu vũ lúc này chưa hiểu gì thì đã bị ông quan đây trách vì chưa có lệnh mà dám đi vào đây nhưng ông phó quan cho biết đây là thuộc hạ mà ông thuê đến để phục vụ khách quý của quan sáng hôm sau ông quan đó đã dẫn tiểu vũ đến gặp mặt đại tướng vừa nhìn mặt đại tướng thì cậu đã nhận ra đây chính là anh trai đã cứu cậu ngày đó ông quan sau đó đã bảo tiểu vũ dâng quả lên cho đại tướng quả toàn là đồ cẩm thạch quý giá nhưng đại tướng chẳng hề mở miệng khen lấy một câu tiểu vũ sau đó ra ngoài thì gặp lại hồng hinh Cả hai đã đến hỏi nhau chuyện đã xảy ra thì cả hai đều không ai rõ chuyện gì, chỉ biết là sau khi thấy ánh sáng kia thì tất cả đã bị dịch chuyển đến đây. Nhưng điều chắc chắn là cả hai đã bị cho xuyên không về đây. Tiểu Vũ cho biết trước lúc dịch chuyển thì cậu đã có thấy hình ảnh của một người và có vẻ người đó chính là đại tướng Hạng Vương đang ngồi ở trong kia. Hồng Hinh bất ngờ vì cậu quen biết Hạng Vương nhưng cậu cũng chịu. Cô sau đó hỏi còn ai ở trong kia thì cậu có nghe đến tên của ông quan đi cùng cậu là Lưu Quý hồng hinh nhận ra vụ việc này nên cô cho biết hạng vương sẽ giết chết lưu quý nên đã gọi tiểu vũ sớm rời khỏi đây nhưng phó quan sau đó đã gọi hồng hinh vào trong để giới thiệu với hạng vương vừa vào trong thì cô đã thấy lưu quý đang gặp nguy hiểm nhưng bất ngờ hơn khi kẻ múa kiếm và đe dọa đến lưu quý lại chính là cha cô ông hồng vui mừng vì gặp lại con gái nhưng cô đã đánh gục ông vì ông đang ôm cô quá sát hạng vương nhận thấy hồng hinh là một tướng quân dũng mãnh nên đã mời cô ngồi xuống uống rượu nhắc nhẹ là đa phần mọi người đều đang nghĩ hồng hinh là nam nhân vì thời chiến của trung quốc có rất nhiều trường hợp nữ giả nam để nhập ngũ cô sau đó cũng bất ngờ gặp lại trương tôn anh ta là người đưa thịt và rượu đến cho cô nhưng cô đã từ chối đột nhiên quân lính của hạng vương ập vào và nhắm đến lưu quý đột nhiên tất cả bị dịch chuyển lại lần nữa nhưng lần này tiểu vũ lại nhập xác vào khách quý của lưu quý lưu quý sau đó gọi con gái ra chào khách quý thì bất ngờ khi đó lại đường chiêu còn sóc và thái long thì lại nhập vào hai tên lính sẽ mai phục lưu quý vào ngày mai sóc không biết tiểu vũ đã làm gì mà khiến chúng phải rơi vào cảnh này trưởng quan thấy hắn lầm bầm thì đã đánh cho một phát thì hắn tức tối đòi đánh trả nhưng phép của hắn không dùng được ở đây nên hắn bị trưởng quan đập cho một trận vì tội bố láo còn hai cha con hồng hinh thì một người vẫn ở vai cũ còn một người thì đã thành cận thần của hạng vương hồng hinh đã cố khuyên nhủ hạng vương tha cho lưu quý nhưng hạng vương đã quyết định là lưu quý phải chết sáng hôm sau tiểu vũ đã đến sớm và gặp lại hồng hinh cả hai đã trao đổi thông tin và biết được tình hình vẫn chẳng thay đổi được gì. Lưu Quý lúc này cũng đã vào bái kiến Hạng Vương, Hồng Hinh đã cố chỉ cho Tiểu Vũ điều cậu cần làm nhưng cậu không hiểu được ý cô là gì. Đột nhiên tên sóc ngó ra thì thấy Tiểu Vũ nên lao ra đòi xử cậu, đột nhiên hắn thấy Hồng Hinh cũng ở đây. Ông Hồng tiến vào và thấy tên sóc thì tức giận vì nghĩ hắn định hại con gái ông nên đã lao đến tấn công. Quân lính của Hạng Vương cũng đã tràn ra đánh Lưu Quý buộc Tiểu Vũ cũng phải kéo ông ta đi. Trương Tôn vẫn không thay đổi gì, vừa đưa rượu thịt ra thì thấy cảnh loạn lạc nên đã lui trước hạng vương đã buộc phải tự mình ra tay lần này trong lúc đó đàn anh của hồng hinh đã cố điều tra chuyện đã xảy ra với mọi người đột nhiên tên cầm đầu trong công ty săn báu vật đã tìm đến và cho anh ta biết nhóm bị dịch chuyển đi lúc này đang kẹt trong một vòng luân hồi vô tận ở trong đó từng người liên tục bị kẹt trong một vòng luẩn quẩn và liên tục được thay đổi vai diễn cho nhau nhưng dù diễn biến ra sao thì việc lưu quý phải chết luôn là điều chắc chắn tiểu vũ và hồng hinh lúc này đang rất chán nản vì dù liên tục đổi vai thì việc lưu quý chết sẽ khiến tất cả bị khởi động lại và hồng hinh giờ đây cũng đã rất quen với việc đóng tốt mỗi vai ra sao thế nhưng lần này họ lại rất sốc khi phát hiện cha của hồng hinh lại đóng vai lưu quý hồng hinh đã hỏi tại sao cha lại vào vai lưu quý lần này thì ông cũng chịu ông đổ hết lỗi lên đầu tiểu vũ và cho rằng cậu là lý do khiến cả đám bị kẹt ở nơi này nhưng tiểu vũ cho rằng bản thân chỉ vừa đặt viên ngọc này vào cột đá thì mọi thứ diễn ra như này Cả hai nghĩ thứ này có thể giúp họ thoát ra ngoài trở lại nhưng hiện tại thì Tiểu Vũ không biết là bằng cách nào. Với cả giờ thì ông Hồng đã bắt đầu vào vai Lưu Quý. Trong khi trước giờ chưa ai vào vai của hạng vương hay Lưu Quý cả. Với cả mỗi lần sắp đặt lại thì Lưu Quý đều chết trong khi sử sách ghi lại rằng Lưu Quý vốn dĩ đã trốn được và sống sót. Nếu đây không phải là lịch sử thực thì hẳn là một cạm bẫy nào đó và việc có người vào vai Lưu Quý thì nguy hiểm giờ mới bắt đầu. Ông Hồng mừng vì con gái lại lo cho ông đến vậy. Nhưng giờ họ buộc phải tìm cách đối phó với tình hình. Hồng Hinh đưa ra một kế sách là tập hợp quân binh lại để đối phó với Hạng Vương. Họ sau đó cũng bất ngờ gặp đường chiêu trong vai tướng quân mà Hồng Hinh đã dính phải lúc đầu. Sáng hôm sau, cả nhóm đã lên đường đến trại của Hạng Vương và ông Hồng cho rằng cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đến đâu xử lý đến đó, Tiểu Vũ sau đó đã vào trong lều trại để quan sát trước và gặp lại Trương Tôn. Anh ta biết cậu định đặt bẫy Hạng Vương và cứu ông Hồng thì cho rằng cách này rất khó vì Hạng Vương không dễ đối phó. Đã vậy bên ngoài còn có rất nhiều quân lính, nên muốn bỏ trốn là rất khó khi buổi ý kiến diễn ra mọi thứ vẫn như cũ khi bên lưu quý dâng quả và rồi sau đó xem múa kiếm tiểu vũ cũng đã tham gia giao lưu đấu kiếm với thái long để phản ứng kịp thời khi có vũ khí trên tay đường chiêu ngoài kia thì đã được hồng hinh ra hiệu đi vào và mang theo chiếc khiến trong lúc đó tiểu vũ phát hiện hạng vương tiến đến chỗ ông hồng thì liền định ra tay nhưng hạng vương đã ngăn tên thái long tấn công ông hồng đúng lúc này thì đường chiêu cũng mang khiên đi vào và để trương tôn từ phía sau tiếp cận hạng vương anh ta và tiểu vũ sau đó cùng hợp lực để đối phó hạng vương nhưng hạng vương đã chặn cả tiểu vũ lẫn trương tôn đám lính sau đó kéo vào thì tên sóc đã lấy quân sư của hạng vương ra để làm con tin nhằm ép quân lính lùi lại ông hạng vương đã ném bay trương tôn và tên sóc thì cũng bị quân sư của hạng vương đẩy ra tiểu vũ sau đó bị hạng vương tóm cổ ném đi ông hồng sau đó đã bị dồn vào chân tường thì hồng hinh đã phi ngựa vào đây thái long sau đó buộc phải lấy thân ra để tạo đường cho cả hai rời đi lý do hắn giúp cả hai là vì hắn và trương tôn đã giao kèo gì đó với nhau quân lính của lưu quý và hạng vương sau đó đã giao chiến ác liệt và đột nhiên căn lều của hạng vương phát nổ ngay sau đó hạng vương đã lấy ra cây cung chứ danh của bản thân và nhắm về phía hai cha con hồng hinh tiểu vũ đã đứng ra chặn mũi tên thì nó bắn xuyên qua người cậu và tiếp tục bay nhưng viên ngọc của cậu đã bị vỡ khiến tất cả đột nhiên bị dịch chuyển trở về hai cha con hồng hinh sau đó đã biến mất và may mắn thoát được mũi tên còn lưu quý thì trở lại ngay sau khi mũi tên đã bay đến và phá cổng nên may mắn trốn thoát còn những người khác bị kéo vào vòng lặp này sau đó cũng biến mất theo. Tiểu Vũ sau đó bị đưa vào một không gian nơi có rất nhiều mảnh vỡ từ viên ngọc. Cậu sau đó thấy được một mảnh có hình anh trai cậu nên đã tiến đến chạm vào và được đưa đến một khoảnh khắc lúc anh trai cậu đến gặp Hạng Vương. Anh trai cậu đã giao lại thông tin về quân đội nhà Tần cho Hạng Vương để giúp Hạng Vương sớm ngày lật đổ được nhà Tần, vì mối thù giữa anh với Tần Vương quá sâu sắc, từ diệt sạch cả làng của anh cho đến việc Tiểu Vũ bị nhốt dưới lăng mộ mà không rõ sống chết nhưng hạng vương không cần mấy thứ này vì bản thân hạng vương rất tự tin vào thực lực của mình thời gian sau đó tiểu vũ đã thấy được những việc làm cũng bạo tàn không khác gì vua tần của hạng vương nhưng anh trai của tiểu vũ chỉ xem đó là báo ứng mà nhà vua đã để lại cho quân lính anh trai của tiểu vũ thời gian này cũng đã ra sức cố gắng viết những kế sách tốt để đưa cho hạng vương nhưng đều bị từ chối bởi thứ duy nhất hạng vương cần từ anh chính là một bộ giáp và bởi vậy nên bộ giáp mà hồng hinh tìm được dưới di tích chính là bộ giáp mà anh trai của tiểu vũ đã làm cho hạng vương cùng lúc đó thì ông hồng đã trở về được thế giới thực nhưng tiểu vũ thì đột nhiên vào vai một người lính đứng giữa chiến trường ai nấy đều đang cắm đầu chạy và viên chỉ huy cho biết người của hạng vương sắp đuổi đến nên phải chạy lại chỉ huy sau đó bị bắn chết nên tiểu vũ đã lấy luôn con ngựa mà chạy đi con sóc và thái long lúc này đã chất vấn trương tôn vì rõ ràng bảo giúp lưu quý sống sót thì cả bọn sẽ được về nhà vậy mà chỉ mỗi ông hồng về trước còn cả đám vẫn phải ở lại đây nhưng trương tôn cho rằng ban nãy đã cho anh ta lời giải cho thử nghiệm mà anh ta đang thắc mắc theo suy đoán của trương tôn thì họ phải tìm cách nào đó để đánh bại hạng vương và để lịch sử đi đúng hướng mà nó đã xảy ra do đó việc họ cần làm chính là đánh bại hạng vương họ sau đó đã đề xuất cho lưu quý là nhờ những phe phái khác đi bao vây và tấn công hạng vương tuy nhiên lưu quý cho biết trong các phe phái mà hồng hinh đề xuất thì có một phe rất khó mời hồng hinh và đường chiêu sau đó đã cùng nhau lên đường đi thuyết phục phe khó mời mà lưu quý nói đến cả hai lúc này vẫn thắc mắc không biết tiểu vũ ở đâu nhưng một điều chắc chắn là cậu vẫn ở trong ảo cảnh này vì trương tôn cho rằng chỉ mới ông hồng thoát ra thì họ đã bước vào một màn mới hồng hinh và đường chiêu sau đó đã đến gặp tướng quân của phe khó mời kia và rất sốc khi nhận ra hắn lại chính là tên họ mã kia hắn sau đó đã ra lệnh bắt nhốt cả hai lại còn tiểu vũ lúc này đã được vài người lính cứu giúp cậu sau đó hỏi họ đây là nơi này thì biết được họ là binh lính nhà hán và theo như bộ giáp này thì ta nhận thấy nhà hán chính là phe của tên họ mã này hắn lúc này đã đến gặp hồng hinh và cho biết hắn không hề có ý định trở về như họ vì nếu so giữa việc làm một phú nhị đại với làm vua một phe như này thì hắn vẫn thích làm tướng quân hơn nên hắn quyết định sẽ giao cô cho hạng vương để trở thành đồng minh tên họ mã sau đó đã cho cô thấy cái tháp mà hắn xây để sinh tồn trong cuộc chiến cái tháp này vừa cao để không bị tên bắn và còn vừa giúp hắn quan sát trận địa hắn biết trong lịch sử nhà hắn đã đại bại ra sao nên hắn sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc như vậy hắn sau đó cũng thắc mắc là tiểu vũ đâu còn tiểu vũ thì lại đang ở trong đoàn quân đi sau cái tháp mà hắn đang ngồi trên hắn sau đó đã gặp quân lính của hạng vương nhưng hạng vương ngay từ đầu đã không hề có ý định thỏa hiệp mà cứ thế xông vào tấn công hắn đoàn kỵ binh của hạng vương đã lao đến và đè bẹp bộ binh của tên họ mã hắn sau đó đã bị bất ngờ nên đành phải mở tháp cho xạ thủ bắn trả nhưng quân kỵ binh của hạng vương lại rất khỏe nên họ cứ thể đâm thẳng vào tòa tháp của tên họ mã và khiến nó bắt đầu nghiêng sang một bên xạ thủ ở trong dần rơi hết ra khỏi tháp hạng vương sau đó phóng ngựa lao đến chém một đường cắt đôi ngọn tháp khiến tên họ mã buộc phải nhảy khỏi tháp và bung dù để sống sót còn hồng hinh thì cứ thế rơi xuống ngay trước mắt tiểu vũ và bị hạng vương bắt đi tiểu vũ sau đó gặp lại tên họ mã và hắn đã kêu quân lính đi đối phó với hạng vương nhưng quân lính của hắn đã tan tác hết nên làm gì còn ai tiểu vũ sau đó đã đem tên họ mã trở về và hắn ngay lập tức bị đường chiêu đập cho một trận vì ngu dốt và khiến hồng hinh bị bắt tiểu vũ cho rằng họ giờ đây vẫn nên theo kế hoạch cũ của hồng hinh và tập hợp quân để bao vây hạng vương tên họ mã vẫn không đồng ý nên tiểu vũ dọa là sẽ báo cáo với vua hắn để cắt chức tướng quân của hắn nên hắn đã phải theo trong lúc đó, ông Hồng đã đến gặp kẻ cầm đầu trong công ty săn kho báu để nhờ ông ta cứu con gái ra. Vì ông Hồng biết lão ta cũng nhúng tay vào việc này khi phái hai tên Sóc và Thái Long đến, nhưng ông ta hỏi thẳng là tại sao bản thân phải giúp ông Hồng. Ông Hồng quyết định sẽ nghe theo mọi yêu cầu miễn là cứu được con gái ra. Thế là bên kia cũng trả lời cho ông về bí mật của thứ mà ông vừa vướng vào. Thứ đó là ảo cảnh do sự nuối tiếc của Hạng Vương tạo ra. Nuối tiếc đầu tiên của Hạng Vương là đã để lưu quý thoát chết. Một khi đã kẹt vào thì phải trả qua luân hồi không ngừng trong núi tiếc của chủ nhân mũ sắt này, muốn thoát khỏi vòng luân hồi đó thì phải đưa được ý thức ra bên ngoài. Nhưng phức tạp ở chỗ là việc liên tục luân hồi khiến người ở trong không thể nhận thức được thế giới bên ngoài nên sẽ cứ liên tục mắc kẹt trong đó. Lão chỉ huy của công ty săn báu vật đã gọi người đến, tên này sẽ tiến vào ảo cảnh thông qua chiếc mũ sắt này và từ đó giúp người ở bên trong tìm lại nhận thức về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên nếu thất bại thì khả năng cao là người ở trong ảo cảnh sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại mà không thể thoát ra tiểu vũ lúc này đã bắt đầu cùng quân lính giao chiến với người của hạng vương còn hạng vương thì cũng đã đến tìm hồng hinh để yêu cầu cô nên xuất phát dần cô không hiểu hạng vương đang nói gì nên ông nói thẳng bản thân mới tỉnh lại và thế giới này là do ý chí của ông ta tạo nên thật ra cả hai đã gặp nhau từ lâu cô nhớ ra khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh mắt trong chiếc mũ là chính hạng vương đã nhìn cô có thể nói là hạng vương hay ý thức của ông ta vẫn sống từ xưa đến giờ tiểu vũ lúc này thấy trời rơi đầy tuyết và quân lính đang lạnh cóng mà run cầm cập trương tôn hỏi tiểu vũ thấy sao vì dù hạng vương đang yếu thế nhưng họ cũng không dễ gì mà đánh bại được dù ai cũng biết là lưu quý sẽ thắng trận này nhưng dẫu sao đây cũng là thế giới của hạng vương nên đâu dễ gì mà ông ta lại chịu thua đến vậy có điều giờ họ cũng chưa thể làm gì hơn nên tốt nhất là cứ đi ăn trước đã rồi tìm cách đánh bại hạng vương sau sóc và thái long lúc này đang khá bực bội nhưng thái long tin là ông hồng một khi đã ra ngoài thì kiểu gì cũng tìm về lại công ty nên họ giờ chỉ cần chờ công ty hành động là xong lão chỉ huy sau đó lại tìm đến và thông báo cả đoàn quân chuẩn bị hành quân tiếp còn ông hồng lúc này đã nghe theo chỉ dẫn của lão cầm đầu công ty tên được lão ta gọi đến cho biết chút nữa khi thời điểm đến thì hắn sẽ mở ra một lỗ hổng để người bên trong thoát ra còn về điều kiện thì ông hồng sẽ phải giao nộp tiểu vũ cho bên công ty quản lý nhóm tiểu vũ lúc này đã nghĩ ra một kế sách là ép hạng vương phải quyết chiến bằng mọi giá quân lính ngoài kia lúc này đã theo lệnh chỉ huy mà hát bài ca của nước hạng vương sáng tác nhằm kích động bên kia vừa hát lên thì quân lính của hạng vương đã ngay lập tức xông lên chiến đấu Hạng vương cũng đã lên ngựa vào bảo Hồng Hinh đưa ông đến gặp Tiểu Vũ. Quân lính của Hạng vương sau đó đã cứ thế đâm đầu vào trận địa mà Lưu Quý bày ra. Quân lính của Lưu Quý sau đó giàn ra và bao vây lính của Hạng vương trong lửa. Nhưng Hạng vương thì vẫn một mình một ngựa oai phong lao thẳng vào giữa đoàn quân của Lưu Quý. Tên họ Mã đã cho lính thả nhiều cây gỗ xuống nhưng đều bị Hạng vương né hết. Thậm chí là ông còn chém cây gỗ ra làm đôi. Cùng lúc đó, tên trong công ty săn báu vật đã bắt đầu đội mũ lên và dùng toàn lực vào chiếc mũ tên sóc và thái long lúc này đã giáp mặt với hạng vương sóc đột nhiên có lại sức mạnh thì liền bố láo ra mặt nhưng hạng vương cũng chỉ cần một đòn là đánh bay được hắn trương tôn nhận ra sức mạnh đã có lại thì tiểu vũ liền xông vào để cứu hồng hinh thái long lúc này đã biến hóa thành sói để cản con ngựa của hạng vương lại hắn cho rằng hạng vương giờ cũng chẳng còn sức đe dọa với hắn nữa nhưng hạng vương với vũ khí của ông đã vung một đòn quật ngang người thái long và đập hắn nằm bẹp xuống đất tiểu vũ lúc này đã phi ngựa đến và bắn tên vào ngựa của hạng vương hạng vương cũng nhanh chóng lao đến đối đầu với tiểu vũ cậu đã rút kiếm ra thì kiếm bị chém gãy cậu cố bắt lấy hồng hinh nhưng lại vụt mất hạng vương cho rằng mạc ra nhà cậu toàn thích làm những chuyện không tự lượng sức mình hồng hinh khuyên tiểu vũ nên bỏ đi vì hạng vương là người thật và đang còn sống cậu sau đó đã vẫn lao đến và nhảy ra sau hạng vương thì bị ông chém đôi người nhưng đó chỉ là dối của trương tôn còn tiểu vũ thật thì từ khói bụi lao ra và bắt lấy hồng hinh đám bướm giấy của trương tôn sau đó vây lấy hạng vương khiến ông tức giận mà thổi bay chúng Ông sau đó phóng cây đao về phía Tiểu Vũ, cậu tránh được nhưng dù cây đao bị găm xuống đất thì một vụ nổ cũng đã xảy ra, quân lính xung quanh bốc trúc bay màu, tên đội mũ bên ngoài đột nhiên không còn cảm nhận được gì bên trong nữa, trong đó giờ chỉ còn một khung cảnh chết chóc, có vẻ Hạng Vương đã từ bỏ việc khống chế ý thức ở thế giới này, Tiểu Vũ và Hồng Hinh sau đó bị đưa đến một ngôi làng đổ nát và Hạng Vương đã xuất hiện từ trong cảnh cổng trước mặt họ. Hạng Vương cho biết chính anh trai của Tiểu Vũ đã giam ông ta ở đây bằng chính bộ giáp mà anh cậu tạo ra ông ta đã bị giam ở đây không biết bao lâu và tin rằng viên ngọc của tiểu vũ chính là chìa khóa để ông ta thoát ra hồng hinh cho rằng dù ông ta có thoát ra thì đây cũng chẳng còn là thời đại của ông ta nữa nhưng hạng vương mặc kệ vì ông ta phải hoàn thành bá nghiệp của bản thân khung cảnh cả hai đang thấy lúc này là cung điện của tần vương năm xưa bị ông ta thiêu dụi và chính nơi này đã bầu bạn với ông ta cả nghìn năm nay tiểu vũ hỏi hạng vương về anh trai cậu thì ông ta không biết anh trai cậu ở đâu nhưng nếu còn sống thì ông ta sẽ săn lùng bằng mọi giá Tiểu Vũ cho rằng anh trai cậu giam giữ Hạng Vương là để giúp dân nhưng Hạng Vương đã cho cậu một đòn và cho rằng anh trai cậu giam giữ ông ta là vì lo sợ sức mạnh to lớn của ông ta. Ở thế giới này, sức mạnh là tất cả, lý tưởng chỉ là lời bao biện cho sự tham lam. Tiểu Vũ sau đó bị Hạng Vương tóm đầu ném đi, ông ta sau đó còn dẫm lên đầu cậu cho rằng cậu là loại không biết lượng sức mình. Anh trai cậu hẳn sẽ rất thất vọng khi đứa em trai duy nhất lại là người phá hỏng công sức cả đời của bản thân. Hồng Hinh cố giúp Tiểu Vũ thì cũng bị hất ra một bên hạng vương nhận thấy nhà họ mặc sau cùng đều phải nhờ đến nữ nhân cứu giúp năm xưa quân của hạng vương đã đi săn lùng anh trai cậu nhưng anh trai cậu đã rời đi nên chị dâu của cậu đã chọn ở lại và chịu phạt thay tiểu vũ vẫn cố chống trả trong vô vọng để rồi bị hạng vương bắt lấy mũi tên và găm lại vào vai cậu không còn cách nào ngoài giao ra viên ngọc hạng vương đã bóp nát viên ngọc và những mảnh hồn phách của ông ta giờ đây đã xuất hiện ông ta sau đó hợp nhất chúng và thế giới bên ngoài lúc này cũng bắt đầu gặp chuyện khung cảnh và kiến trúc từ vài nghìn năm trước đã bắt đầu trồi lên ở thế giới hiện đại hạng vương lúc này đã bắt đầu đắc ý còn tiểu vũ thì bảo hồng hinh cứ yên tâm vì cậu sẽ có cách xử lý và đưa cô ra khỏi đây cậu sau đó tiến lên và đọc lên những lời mà anh cậu từng dạy cậu sau đó bị hạng vương tóm lấy và ném lên trời nhưng cậu cố tình để bị ném lên nhằm đấm vỡ mảnh ngọc ở trên cao hạng vương nhận ra trò tiểu nhân của cậu thì liền đuổi theo nhưng tiểu vũ né được hết đòn từ hạng vương và phá vỡ mọi mảnh ngọc có thể cậu cố di chuyển thật nhiều để né nhưng rồi vẫn bị hạng vương tung ra áo choàng để cản đi tầm nhìn và rồi nhận một kiếm từ ông ta hạng vương cho rằng lý tưởng mà anh trai để lại cho cậu toàn là thứ vô nghĩa nhưng đúng lúc này thì thái long cùng tên sóc và trương tôn cũng đến để hỗ trợ tiểu vũ phá đi những mảnh ngọc còn lại tiểu vũ cho hạng vương biết là ngoài lý tưởng thì anh trai cũng đã để lại cho cậu một cơ thể trường sinh bất tử cậu vùng lên đánh trả còn tên họ mã và đường chiêu thì rơi xuống ngay trước mắt hồng hinh cả ba nhận ra điều gì đó ở cánh cổng còn hạng vương thì đã gọi ra cây đao và ném vào một mảnh ngọc từ một mảnh ngọc khác thì cây đao bất ngờ bay ra và đâm xuyên người tên sóc và khiến hắn bay màu hạng vương sau đó dịch chuyển đến chỗ cây đao nhận ra hạng vương đang tính xử từng người thì tiểu vũ cũng đã nhảy vào viên ngọc và lao ra bất ngờ để đẩy hạng vương đi cả hai liên tục đánh nhau từ mảnh ngọc này qua mảnh ngọc khác hạng vương nhắm vào ai thì tiểu vũ sẽ lao ra để cản trở hồng hinh muốn chạy qua cổng vì tin là nó đã được kết nối với thế giới thực trương tôn lúc này chưa thể ra tay vì sợ đánh trúng viên có tiểu vũ ở trong tiểu vũ và hạng vương liên tục đẩy nhau từ khu vực này sang khu vực khác sau cùng thì tiểu vũ đã đẩy hạng vương ra khỏi viên đá lão cầm đầu công ty săn kho báu lúc này nhận thấy hạng vương đã yếu đi nên bảo tên đang đội mũ chuẩn bị thu lấy linh hồn của hạng vương hạng vương lúc này nhận thấy cơ thể tiểu vũ quả nhiên bất tử nhờ thuốc của anh trai cậu nếu anh trai cậu đã có được phương pháp để bất tử thì anh ta còn mong muốn điều gì nữa Hạng Vương sau đó đâm kiếm vào người Tiểu Vũ và quyết định kéo cả nhóm Tiểu Vũ ở lại với ông ta trong này. Ông ta lao đến Hồng Hinh thì liền bị Tiểu Vũ bắn cho một tên vào người. Hạng Vương đột nhiên nhận ra được điều gì đó và sau đấy biến mất. Hạng Vương mất đi khiến thế giới này cũng dần sụp đổ. Trương Tôn đã bảo tất cả chạy ra khỏi cánh cổng. Ai nấy đã chạy đi còn Hồng Hinh thì muốn đến đưa Tiểu Vũ đi cùng. Nhưng Tiểu Vũ đã tự đứng dậy và chạy ra cùng cô. Có điều đường chiêu đột nhiên gặp chuyện, Cô bị một luồng khí đen nhập vào và khi Tiểu Vũ quay lại nhìn thì phát hiện một cái bóng đen. Phim đến đây cũng kết thúc, ta sẽ phải đợi phần 2 để biết thêm về diễn biến phim, tạm biệt.